một buổi tư vấn tuyển sinh quân sự dành cho các bạn học sinh trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, huyện Đất Đỏ. Người trình bày hôm ấy không phải là một giáo viên hay một chuyên gia tuyển sinh chuyên nghiệp, mà là một sĩ quan đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thiếu tá Bùi Lâm Triều. Người cán bộ sĩ quan đã mở đầu buổi tư vấn tuyển sinh vào các trường quân đội bằng lời tâm tình. Ngày xưa tầm này tôi cũng như các bạn đang hồi hộp lựa chọn nghề tương lai của mình. Tôi chọn môi trường quân đội bởi tôi yêu công việc đầy tự hào này. Và khi thi đậu vào quân đội, gia đình tôi sẽ không phải lo lắng học phí trong 4 năm đại học nữa. Rồi những câu chuyện về cuộc sống của những học viên trong các trường quân đội và sau này trở thành những quân nhân góp phần làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, bảo vệ nền hòa bình của dân tộc. Những câu chuyện thân tình ấy đã khiến các bạn trẻ háo hức lắng nghe, từ đó khơi dậy niềm tự hào và mong muốn trở thành một quân nhân ở các bạn trẻ càng thêm mạnh mẽ. Em có mong muốn vào trường sĩ quan lục quân 2 để được khoác lên mình màu xanh áo lính để bảo vệ Tổ quốc. Từng có thời gian công tác tại sư đoàn 302 quân khu 7 gắn bó với các chiến sĩ trẻ, nên Thiếu tá Bùi Lâm Triều thấu hiểu, có cách để tiếp cận với các bạn trẻ để giúp định hướng về tư tưởng. Nên khi nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên huấn Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với anh là cơ hội để anh có thể phát huy sở trường trong công tác tuyên truyền, nhưng cũng là thử thách với một người chưa từng qua môi trường sư phạm, nhất là tiếp cận các bạn học sinh. Thông tin thì nó rất đa chiều, đặc biệt là trên không gian mạng. Vì vậy mà việc cập nhật thông tin và sàng lọc thông tin đây là một trong những điểm khó đối với đội ngũ báo cáo viên trực tiếp làm cái nhiệm vụ này. Do đó thì trên cương vị công tác thì cũng phải có cái sự đào sâu, nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi. Thứ hai nữa là phải tích cực đọc, học và lắng nghe nhiều trên các cái phương tiện thông tin hiện nay. Để từ đó biến những cái nội dung đó được gọi là nó sơ cứng thì biến làm sao trên cái khả năng của mình để vận dụng làm sao nói đến sát với cái điều kiện cuộc sống hàng ngày của mỗi người chiến sĩ đang công tác hiện nay. Khó khăn không đáng chí. Để nâng cao chất lượng các bài giảng chính trị, ngoài những giáo án tài liệu cơ bản, anh Triều còn chủ động tìm các nguồn tư liệu khác từ thư viện của cơ quan, tài liệu từ các đồng đội đi trước, chọn lọc, thẩm định từ kho kiến thức Internet để làm phong phú thêm thông tin truyền tải. Một điều ghi nhận nữa ở Thiếu tá Bùi Lâm Triều là anh còn tích lũy phong phú thêm cho vốn kiến thức của mình bằng những chuyến công tác, những buổi đi thực tế với đồng đội và các học viên tham gia các lớp học. Điều đó giúp anh có dịp kiểm chứng kiến thức sách vở và thực tế cuộc sống, để những bài giảng buổi nói chuyện sinh động hơn, thực tế hơn và có sức thuyết phục hơn. Bản thân đồng chí Bùi Lâm Triều là một đồng chí sĩ quan, chúng tôi thấy rất quý ở chỗ là cái đức tính, cần cù, luôn là biết là tiếp thu và đặc biệt là rất là chịu khó trong cái việc là nắm bắt học tập các cái kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm trong cái truyền đạt kinh nghiệm sư phạm. Và ông chị hết sức là cố gắng trong mọi lúc mọi nơi. Hy vọng trong cái thời gian tới thì đồng chí cũng sẽ là một cái nhân tố mới để truyền đạt các cái kinh nghiệm, truyền đạt các cái chuyên đề thông tin thời sự cho các đơn vị, các cơ quan trường học trên địa bàn tỉnh. Trong tình hình mới, với những cán bộ làm công tác tuyển huấn, không chỉ định hướng về mặt tư tưởng cho các bạn trẻ nói chung, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng thấm nhuần về tư tưởng cách mạng, qua đó còn góp phần hun đúc thêm tình yêu quê hương đất nước, để mỗi người xác định được trách nhiệm của mình làm gì để hoài bão, lý tưởng ấy thành hiện thực. Mình cũng phải tạo được một cái tâm thế gần gũi, thân quen, xem các bạn ấy là như là những người bạn của mình trong một câu chuyện, để mình có thể đưa các cái thông tin đó đến gần hơn, sát hơn với hoạt động thực tiễn của các bạn đang trên từng cương vị công tác. Em cảm thấy rất là anh ấy là một người rất là vui tính, có lối thuyết trình thì rất là cụ thể, trình chiếu phương pháp thì rất là rõ ràng, lôi cuốn, rất là tích cực trao đổi với các chiến sĩ về các vấn đề mà mình đang thảo luận. Thiếu tá Bùi Lâm Triều còn khẳng định bản lĩnh cũng như sự nhạy bén trong nắm bắt, phân tích các vấn đề mang tính chuyên sâu, thể hiện qua các cuộc thi báo cáo viên các cấp. Tại hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 khu vực 3 năm 2021,
do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Anh xuất sắc đoạt giải nhì với chuyên đề Xây dựng thế trận lòng dân theo văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng. Còn tại hội thi chung khảo báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi toàn quốc tổ chức tại Khánh Hòa, thiếu tá Bùi Lâm Triều cũng vượt qua gần 100 thí sinh giành giải nhì chung cuộc. Báo cáo viên tuyên truyền viên là một lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, là lực lượng nòng cốt chủ lực trong hoạt động tuyên truyền miệng. Trước yêu cầu cấp thiết cần phải tăng cường định hướng thông tin trong điều kiện bùng nổ thông tin toàn cầu, tình hình thế giới trong nước và địa phương có những diễn biến phức tạp. Do đó, việc củng cố phát triển đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là yêu cầu cấp thiết, là công cụ sắc bén để tổ chức, tập hợp quần chúng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ý thức sâu sắc điều này, thiếu tá Bùi Lâm Triều với sự nỗ lực trau dồi không ngừng nghỉ, anh đã và đang từng ngày phấn đấu rèn luyện, nâng cao nhận thức kỹ năng nói để có những đóng góp tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong công tác tư tưởng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng trước các luận điểm sai trái và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Từ kết quả đó tạo nên sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của địa phương.